nhanh 500.000, ví dụ thôi, không có ý định làm tổn thương bà chủ, đúng không ạ? Nhưng mà các đại lý chỉ phải nhập 100.000 thôi, đúng không ạ? Lời thế là lời 80%, làm không? Làm đi. Bởi vì sao? Đại lý mà nhập ngay bây giờ vì chương trình này ngày mai hết rồi. Mà chương trình này còn kèm theo là có cả thầy Phan Anh dạy cho đại lý nhá, kèm cho bao giờ bán được hàng thì thôi, không bán được lấy hàng về. Có hiểu không? Chính sách bán hàng. Còn không phải là nói gì mà chính sách. 500.000 một hộp sản phẩm, nhập 100, không bán được trong 6 tháng tôi lấy hàng về. Trong 6 tháng đấy tôi cấp cho bạn 10 triệu tiền học phí để đi học. Học ai? Học ông Phan Anh. Biết ông Phan Anh là ai không? Ừ không, không biết là đương nhiên rồi. Giết chết bây giờ. Nó sẽ trả lời được không, đúng không? Lại không phải là gì? Không phải là bạn nghĩ mà tôi nghĩ. Lại bắt đầu xả thao thao bất tuyệt vào đầu nó. Và Phan Anh là thế này, Phan Anh là thế kia. Yên tâm là các anh chị sắp sửa đổi đời. Đấy là lý do tại sao mà các anh chị thấy là một tháng trước báo chí họ đưa tin cái đồng coi để của iPhone ấy, mà nó còn huy động được đến mấy chục nghìn tỷ. Bởi vì sao? Lợi nhuận không làm gì cả 48% một tháng, tức là khoảng 550% một năm. Tôi khẳng định với mọi người, ma túy, mại dâm không lại được, mà chơi thì rất là đàng hoàng, sạch sẽ, coi thế thì mới vỡ, đúng không ạ? Bạn có muốn chốt được hợp đồng như thế không? Đừng nghĩ rằng là bây giờ câu hỏi của bạn tôi hiểu rồi, là làm thế nào để bạn của bạn có thể đẩy được hàng tí, tôi hiểu. Nhưng trước khi trả lời câu hỏi đấy thì giúp cho đại lý của Jambon là làm thế nào để chốt được một đại lý như thế, đúng không? Mình phải học cái thằng chốt đơn ấy, thì chính sách của mình phải ngon. Người ta không nhập hàng vì sao? Vì người ta sợ rủi ro. Rủi ro không bán được, rủi ro ế hàng, rủi ro không tồn. Vậy không bán được, tôi sẽ có người dạy cho bạn bán. Ngu quá đi, tôi sẽ có người dạy cho bạn giỏi. Dốt thì sẽ có dạy cho người, đúng không ạ? Lười thì sẽ có phương pháp dành cho bạn xong. Được chưa? Thế là bắt đầu hết lo lắng hơn. Ế đi, nhập lại hàng. Không bán được thì nhập lại hàng. Thế có rủi ro gì mà không xuống tiền? Nhập hàng xong mình bán loa xong mình tắt điện thoại, mình đổi thương hiệu. Đúng không? Chính sách gì chẳng được. Số hotline của anh dùng 10 năm nay rồi, chưa bao giờ đổi. Sau khi em nhập anh sẽ đổi. Đấy, ra chính sách. Bây giờ bọn nó ra chính sách như thế đấy ạ. Chính sách bán hàng vô cùng tuyệt vời. Muốn bán được hàng nhá, ngoài sản phẩm tốt thì phải có chính sách bán hàng tốt. Chính sách mà đại lý người ta mua liên tục thì chính sách thì tốt. Lại của chị chiết khấu 20%, không đổi trả gì nhá, không nhập được, không bán được là chị mặc kệ đấy. Thế có dạy dỗ gì không? Không, không. Và chị còn học còn trả tới đâu không dạy là được ai, đúng không ạ? Thế thì đại lý nó có nhập không? Nó không nhập. Chính sách nó phải đầy đủ các quyền lợi đấy rồi thì nhập. Tại sao bây giờ bọn nó làm được? Bởi vì bọn nó chiết khấu cao lắm. Tôi không tiện nêu tên đây, cũng có những người ta làm cái mảng này, đại lý chiết khấu rất là cao, 60-70%, rất là cao. Cho nên là khi mà cái chiết khấu cho đại lý cao như vậy thì dễ thu hút đại lý, nhưng mà sẽ giết khách hàng, và về mặt lâu dài là hệ thống sẽ chết. Có thể trong ngắn hạn 1 năm, 2 năm, 3 năm thì có thể sẽ ổn, nhưng mà sau đấy thì sẽ không sống được, bởi vì cái cốt của sản phẩm nó thấp quá. Vậy thì đấy, chị Trang cũng ngồi đây nghe rồi, là phải xây dựng chính sách tốt nhá. Còn cái chuyện gọi điện như thế nào thì lại học một cái chương trình ngắn hạn đào tạo về telesale. Tức là gọi điện đầu tiên phải nói cái gì, câu tiếp theo phải nói cái gì, và trước khi gọi cũng phải tìm hiểu chán chê rồi, cũng nghiên cứu về, ví dụ như nó gọi cho tôi thì chắc nó khóc luôn, đúng không? Nhưng mà nó gọi cho anh chị thì có thể dễ dàng hơn. Đấy, đấy là cái câu chuyện mà mình sẽ nói là tại sao người ta chốt được.
Thì tôi không biết chính xác, thì tôi sẽ lý giải theo cách là nếu tôi đưa ra chính sách như thế thì không phải 10 triệu đâu, có 20-30 triệu các bạn cũng mua. Vì có nhiều đứa, thực tế đã có nhiều đứa nhập hàng xong là khóc bằng tiếng Mán luôn, là gọi thầy: thầy ơi, bạn em nó chốt em một đơn nhập về một đống hàng để trong nhà, bây giờ không biết làm gì, lợn thì cũng không ăn được. Nhập cái gì đấy, cám mụn gì gì mà cái gì cám à? Cám gạo đấy. Rồi mầm đậu nành à, bây giờ rất nhiều cái sản phẩm kiểu như thế, lợn ăn có khi ngộ độc, người bôi thì không sao nhưng lợn ăn có khi ngộ độc. Rồi có câu hỏi nào khác để chuyển sang phần tiếp theo ạ? Vâng, xin mời. Dạ, xin phép thầy cho em hỏi là khi mà mình đã thông báo toàn bộ cái giá trị mà khách hàng nhận được từ sản phẩm của mình rồi, và mình đã thông báo giá toàn bộ rồi nhưng mà khách vẫn không chốt, thì bây giờ mình làm như thế nào ạ? Thông báo xong giá rồi mà khách vẫn không chịu chốt, khách lẻ hay khách buôn? Cả khách lẻ lẫn khách buôn luôn ạ. Cả khách lẻ lẫn khách buôn. Rồi, ok, mời xuống em. Em tên gì nhỉ? Em là Hoa ạ. Tại vì mình hay hỏi tên những người sinh, còn những người từ nãy không hỏi tên thì không có ý gì đâu nha. Rồi, nói vui thế. Tức là như này ạ. Bây giờ thì là họ hỏi giá, mình đã báo giá rồi xong họ không nhập đúng không? Rồi, thì lại quay lại với câu chuyện cũ thôi. Thứ nhất là khách hàng từ chối là bình thường, đúng không ạ? Khách hàng từ chối là rất bình thường, mình phải hiểu điều đấy. Nhưng mình cũng không cam tâm là tôi đã chăm chút, tôi đã thế này thế kia. Thế thì như này ạ. Thứ nhất là mình phải hỏi xem là họ thực sự có mong muốn mua hàng hay không, thông qua cái quá trình tư vấn và bán hàng của mình nha. Mọi người nhớ là người bán hàng phải đặt câu hỏi. Các bạn thường hay mắc một lỗi là mình nói quá nhiều, cứ thao thao bất tuyệt về sản phẩm. Mình phải hỏi xem là qua những câu hỏi mà mình hỏi ấy, thì mình mới biết được nó có thực sự tiềm năng hay không. Tất nhiên có những người, người ta là khách hàng. Ví dụ như là bạn mà tư vấn với tôi ấy, thì tôi sẽ tận dụng hết cái quyền lợi của khách hàng. Là gì? Tôi cứ hỏi để cho biết. Đấy, tôi mua, ví dụ tôi mua máy giặt nhá, MediaMark tôi cũng hỏi cái máy này bao tiền, Pico tôi cũng hỏi cái máy này bao tiền, Trần Ách tôi cũng hỏi, vì đấy là quyền lợi của tôi. Nhưng mà khi chung kết thì tôi chỉ chung kết được một em thôi chứ, làm sao ba em tôi lại đến tôi phát ba cái máy giặt về à? Đúng không ạ? Cho nên cái chuyện mà họ hỏi em sao họ không mua thì tôi muốn giải thích điều đầu tiên là cũng rất là bình thường. Nhưng mình muốn biết được là tại sao thì mình phải đặt câu hỏi. Mình phải đặt câu hỏi với họ, đúng không? Ví dụ như họ mua lẻ thì chị đã đang dùng những mỹ phẩm nào rồi, chị gặp những tình trạng như thế nào, đấy, vân vân vân. Mình sẽ có những quy trình mình tư vấn cho họ để mình nhận ra rằng đây có phải là một khách hàng thực sự tiềm năng hay không, hay đây chỉ là khách hàng vãng lai đang mới bày tỏ sự quan tâm. Bởi vì các bạn nhớ rằng là trong quy trình mua thì sự quan tâm chưa biểu thị là họ sẽ quyết định mua. Thứ hai nữa là cái khả năng tài chính của họ. Bởi vì nhu cầu và cầu là khác nhau. Cầu là nhu cầu có khả năng thanh toán. Đó. Mình báo giá rồi và họ không mua thì mình phải tiếp tục theo đuổi họ. Mình vẫn tiếp tục theo đuổi họ, đúng không ạ? Lại câu chuyện là gì? Tôi nghĩ gì chứ không phải bạn nghĩ gì. Nếu như bạn muốn tuyển đại lý, bạn đưa ra một list các quyền lợi của đại lý, bạn đưa ra một list các lợi ích của đại lý. Vâng. Và bạn phải hiểu rằng là tôi biết là chị bây giờ đang có rất nhiều lời mời. Thậm chí nha, tôi nói thẳng, xin phép nói thẳng nha, là có rất nhiều các cái thương hiệu khác bây giờ đang đi cướp đại lý của mình, cướp loạn xạ lẫn nhau. Bởi vì thực ra trên thị trường nó chỉ có từng đó người bán hàng thôi, và sau đó là có rất nhiều thương hiệu mới ra, thì nó sẽ phải lấy ở chỗ này, nó lấy ở chỗ kia. Và một người mà cảm thấy bị tiềm năng thì sẽ bị phân tán chia năm xẻ bảy. Ví dụ như tôi, đây là câu chuyện có thật của tôi nha.
ai cũng nhận thấy tôi rất tiềm năng về chuyện này. Tôi đào tạo rất giỏi, tôi có kỹ năng.